đã trở lại với Marketing Nghiệp Dư. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng cả hai cái Zalo hoặc là hai cái Facebook hoặc là bất cứ hai ứng dụng nào đó trên cùng một cái điện thoại. Ok, bây giờ bắt đầu ha, các bạn hãy vào trong cái ứng dụng của điện thoại các bạn và các bạn tìm cho mình một cái app nó tên là DuoPay. Đây, DuoPay. Rồi, tiếng Việt của nó tên là Da Song Song. Rồi, các bạn hãy cài cái ứng dụng này cho mình ha. Ok, chúng ta mở lên rồi, ok. Bây giờ các bạn vào ứng dụng mình sẽ thấy cái giao diện như thế này. Thì bây giờ cái việc các bạn làm là các bạn hãy nhấn vào, nó sẽ có hướng dẫn các bạn ha. Tạo bản sao. Cái cách này nó cũng sẽ phù hợp với các bạn nào mà sử dụng Zalo, sử dụng Shopee, Lazada hay là Tiki mà bán hàng á. Bạn có thể sử dụng thêm một vài ứng dụng song song để có thêm nhiều tài khoản. Bây giờ giả sử như mình sẽ tạo thêm một cái tài khoản Zalo. Đây. Mình sẽ tạo thêm một cái tài khoản Zalo bản sao ha. Ok, cái này thì cái video quảng cáo của nó. Rồi. Ok, ở đây nó thông báo bạn nè, nhấn để bắt đầu nhân bản và nhấn lâu để chỉnh sửa. Ok, mình sẽ nhấn một cái. Ok. Cho phép. Rồi, ok. Như vậy là mình đã có thêm một cái tài khoản thứ hai trên Zalo. Bây giờ mình sẽ hack ra. Đây là cái Zalo đầu tiên của mình các bạn ha. Đây là Zalo đầu tiên của mình. Bây giờ mình sẽ kiếm cái Zalo thứ hai của mình. Nó nằm ở trong cái multi parallel này. Khi các bạn muốn sử dụng nó thì các bạn vào đây. Đấy. Nó sẽ hiện ra các bạn. Thì đây là bản sao. Ok. Ok, bây giờ thì mình sẽ chỉ cho bạn một cái cách thứ hai nữa. Cách này nếu các bạn cảm thấy phiền phức bởi vì nó đang nằm ở trong phải vô cái multi parallel này á, thì các bạn sẽ có thêm một cái cách nữa là bạn sẽ nhân bản trực tiếp từ trên cái ứng dụng luôn của điện thoại. Thì iPhone hoặc là Samsung hay là Android gì đó nó đều có một cái tính năng đó là nhân bản cái phần mềm. Thì mình đang sử dụng một cái con Xiaomi thì mình sẽ hướng dẫn trên hệ Android. Và nếu như các bạn sử iPhone á thì các bạn có thể làm tương tự. Các bạn vào trong cái phần cài đặt. Chúng ta chọn vào phần ứng dụng. Chúng ta chọn vào phần ứng dụng kép. Rồi, thì ở đây nó sẽ các bạn làm trên Android tương tự ha, kiếm những cái nào tên là ứng dụng kép hoặc là parallel app á. Bạn vào làm thì ở đây là những cái ứng dụng nó đang mở ra là hai tài khoản cho mình nè. Đấy, bây giờ mình muốn có thêm một cái Zalo thứ hai thì mình kiếm chỗ Zalo. Đây, mình bấm một cái này. Rồi, biểu tượng đã được thêm vào màn hình chính. Bạn sẽ thấy đây. Đây. Đây chính là cái Zalo thứ hai của mình. Thấy không? Ok, hy vọng các bạn sẽ thấy hữu ích với video này và nếu thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh Marketing Nghiệp Dư nhé.